Truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin vụ phóng hai tên lửa vào ngày 14 tháng 1 là một hoạt động diễn tập của Trung đoàn tên lửa cơ động đường sắt. Miền Bắc còn công bố hình ảnh tên lửa nhắm trúng vào mục tiêu là một đảo đá thiết lập trên vùng biển phía đông. Đài truyền hình Trung ương miền Bắc đưa tin hoạt động diễn tập lần này đã kiểm chứng được trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn tên lửa cơ động đường sắt tỉnh Bắc Pyong An với tính linh động thần tốc và tính chính xác cao. Tháng 9 năm ngoái, miền Bắc cũng từng phóng tên lửa từ tàu hỏa. Việc phóng tên lửa từ đường sắt giúp Bắc Triều Tiên có thể di chuyển nhanh tên lửa tới địa điểm phóng. Nếu vận chuyển bệ phóng tên lửa nằm dưới khoang hàng hóa thì sẽ rất khó phát hiện trước vụ phóng. Vào năm ngoái, nước này phóng tên lửa từ khu vực Giang Tốc, tỉnh Nam Pyong An. Lần này miền Bắc phóng từ khu vực Uy Chu, tỉnh Bắc Pyong An. Chiếc tàu hỏa được đổi từ màu đỏ sang màu răng ri. Điều này có nghĩa là miền Bắc đã bố trí vũ khí này trên mọi mặt trận. Trung đoàn cơ động đường sắt được Bắc Triều Tiên thành lập tại Đại hội Đảng lần thứ 8 vào năm ngoái. Khi đó, nước này đe ngỏ khả năng sẽ bố trí đơn vị này trên toàn quốc. Tên lửa mà miền Bắc phóng được xác định là tên lửa KN-23, được mệnh danh là tên lửa Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên, trở thành vũ khí chủ chốt để phóng từ tàu hỏa. Ủy viên nghiên cứu thuộc Diễn đàn An ninh Quốc phòng Hàn Quốc Shin Jong u cho biết, việc miền Bắc bất ngờ phóng tên lửa vào giữa ban ngày ở khu vực biên giới Trung Triều là điều hiếm thấy. Nước này còn công bố hình ảnh mục tiêu phóng là đảo đá trên biển, được cho là nhằm thị uy sức mạnh tấn công bất ngờ. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Mỹ ngày 15 tháng 1 đã điện đàm thảo luận đối sách sau các vụ phóng tên lửa liên tiếp của miền Bắc. Ngoại trưởng Mỹ Blinken lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định cam kết trước sau như một của Washington về an ninh bán đảo Hàn Quốc.